Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn bốn ván đấu rất hay, hai ván cờ của đẳng cấp quốc tế đại sư Nguyễn Thành Bảo và kỳ tướng quốc gia Nguyễn Quang Nhật. Trong khi đó, Nam Phương Công Tử lại liên huynh với hai ván cờ phế xe tấn công rất bão táp. Mời các bạn thưởng thức biên bản ván 1, Quách Xiên phế xe kinh hoàng, bốn quân đánh một xe. Sure. 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 Chuchi. Sure. Sure.
去。吃鸡。吃。将军。炮下。将军。将军。吃。
Trương Quốc Thảo Mã, Tướng Quân. Chứ. Sure. 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 将军。
再将。将军，吃。卧草马，将军。将军。
Tại đây, nếu đang chạy xe qua Bắc Mã thì lập tức Giang Jun tỏ sẽ chơi chút 3 bình 4 chiến tướng. Xe vào thì chốt tấn 1 việt sát. Còn nếu như ở đây không chạy xe mà lên sĩ thì cũng gần giống nhau, chốt sẽ ăn sĩ và sau đó tấn chốt yếu tướng sát cục. Cho nên trong thực chiến Quách Xuyên buộc phải phế xe rồi. Mời các bạn xem tiếp diễn biến hấp dẫn gián đấu. Hết cờ đi, Quách Xuyên đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 2, Ngô Tịnh Khải, phế xe kinh hoàng.
吃。 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 将军。
吃 吃鸡 吃 将军 吃
将军。是。是。将军，绝杀！chúc 4 tấn 1 chiến tướng sát cục. Mời các bạn xem hai ván cờ rất hay. Nguyễn Thành Bảo gặp kiện tướng quốc gia Nguyễn Quang Nhật với thể thức 20 phút cộng 5 giây chạm 2. Mời các bạn thưởng thức phiên bản ván 1.是。
吃。 吃。 将军，吃。卧槽马，将军。 将军出炮，吃。 Chơi đến đây không còn đường chống đỡ, Nguyễn Quang Nhật đã buông cờ nhận thua 1-0 cho Nguyễn Thành Bảo. Mời các bạn xem tiếp gián 2.
破事。 吃。 将军。 将军。 持续。 持续。 Giờ đến đây lỗ trắng ba quân không thể chống đỡ được, Nguyễn Quang Nhật đã nhận thua. Chiến thắng chung cuộc đã thuộc về Nguyễn Thành Bảo. Các bạn vừa thưởng thức những ván cờ rất hay. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.